Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng story trên Facebook bằng máy tính. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì mình sẽ vào Chrome nha. Sau đó các bạn nhập là facebook.com. Rồi sau đó các bạn bấm vào Enter cho nó vào cái trang web này. Rồi khi các bạn đã vào facebook.com á, nếu như các bạn chưa có đăng nhập á thì các bạn đăng nhập vào nha. Rồi sau đó tới bước này, bước này các bạn muốn đăng story trên Facebook bằng máy tính thì các bạn bấm vào cái mục tạo tin đây, cái mục có dấu cộng này, chỗ đây nha, các bạn bấm vào một cái. Rồi ở trên Facebook á thì các bạn chỉ uh, tạo tin bằng uh, hình ảnh và tạo tin bằng uh, văn bản nha. Còn các bạn muốn tạo tin bằng video á thì mình cũng đã là một cái video hướng dẫn cho các bạn rồi các bạn có thể xem lại các video đó nha. thì bây giờ mình muốn tạo tin hay là mình muốn đăng story bằng ảnh thì mình bấm vào tạo tin ảnh. rồi bước tiếp theo thì mình sẽ chọn cái nơi mà có hình ảnh của mình nha. rồi ví dụ như là bây giờ mình muốn đăng cái ảnh đây thì mình bấm chọn vào. sau đó mình bấm vào ao bình Rồi bây giờ các bạn có thể thêm văn bản này. Mình sẽ thêm là Cao Nhân TV nha. Ví dụ như vậy nha. Rồi các bạn cũng có thể chọn màu này. Chọn màu sắc cho cái chữ này nha. Cho cái đoạn văn bản này nha. Các bạn bấm vào mềm mại này. Để chọn kiểu chữ. Đó. Rồi các bạn có thể di chuyển đến nơi mình muốn nha. Rồi các bạn cũng có thể là để con chỏ chuột vào cái góc của chữ này. Các bạn có thể phóng lớn thu nhỏ. Bằng cách các bạn bấm giữ vào chuột trái các bạn kéo ra là nó lớn. Còn các bạn kéo vào lại thì nó sẽ nhỏ lại nha. Rồi mình sẽ để chỗ đây rồi ok rồi bước tiếp theo là mình bấm vào chia sẻ lên tin rồi vậy là mình đã đăng story trên facebook bằng máy tính thành công hay là đăng tin trên facebook bằng máy tính đây bây giờ mình có thể bấm vào để xem lại cái story của mình này bấm vào đây tin của bạn này đó Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng story trên Facebook bằng máy tính. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.